Hồng Loan bất ngờ nhập viện, bác sĩ thông báo tình hình hiện tại. Trưa nay trên Facebook cá nhân, Hồng Loan, con gái của nghệ sĩ Vũ Linh, bất ngờ chia sẻ hình ảnh trên giường bệnh, thu hút sự chú ý của khán giả. Trong bài đăng, gia đình cho biết Hồng Loan nhập viện trong tình trạng kiệt sức, phải cấp cứu ngay lúc đang ăn cơm trưa. Hiện tại anh hai Vũ Luân và chị ba Bình Tinh thay phiên chăm sóc Hồng Loan. Điều này cho thấy rằng mối quan hệ của các anh em trong gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh rất tốt đẹp. Bình Tinh cho biết từ đám tang cha đến nay, Loan sụt 5-6 kg vì ăn uống ít, không đêm nào ngủ ngon. Loan kiệt sức, tinh thần cũng đi xuống vì phải lo nghĩ nhiều. Chị cũng cho biết Loan cũng thất nghiệp suốt 3 tháng qua. Trước đây Loan buôn bán nhỏ nên kinh tế không dư giả. Tôi không dám kể với ai vì sợ mọi người hiểu lầm mình, than thở. Giờ Loan vẫn đang mượn nợ, lo trang trải phí sinh hoạt gia đình và lo cho các con. May mắn xung quanh có một số anh chị khán giả thân tình giúp đỡ động viên nên đã đỡ phần nào cho Loan. Gần đây Loan đã quen với việc bán hàng online nên cuộc sống đỡ vất vả hơn. Nhưng nhìn chung áp lực công việc quá lớn khiến Hồng Loan bị kiệt sức. Có một cô là fan của cha còn kho gà nấu canh mang sang vì sợ Loan không có ăn. Nhưng Loan ngại nên từ chối. Cô bảo coi như cô thay cha lo cho con. Anh Vũ Luân và chị Bình Tinh cũng hỗ trợ thỉnh bàn thờ làm nơi thờ phụng cha đàng hoàng để giảm bớt áp lực cho Loan. Trước đó, trong ngày lễ Vu Lan, nghệ sĩ Vũ Luân, con nuôi của nghệ sĩ Vũ Linh, đã có chia sẻ đầy xúc động trên trang cá nhân. Nam nghệ sĩ hạnh phúc thông báo đã tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu theo đúng tâm nguyện của ba nuôi. Nam nghệ sĩ còn bày tỏ sự yêu thương dành cho Hồng Loan, con gái của nghệ sĩ Vũ Linh, và nhấn mạnh sẽ bảo vệ cô trước những sóng gió. Vũ Luân viết, con sẽ bảo vệ gia đình Hồng Loan. Mẹ ruột Hồng Loan về Việt Nam hé lộ toàn bộ sự thật về con nuôi con ruột gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh. Được biết trước khi mẹ ruột từ Mỹ bay về Việt Nam, người thân và bạn bè của cố nghệ sĩ Vũ Linh xác nhận bà Đoàn Thị Hoa là mẹ ruột của Hồng Loan. 36 năm về trước sau khi sinh Loan, bà đã bị cha mẹ ép buộc phải theo gia đình sang Mỹ định cư. Từ đó tới nay bà mất liên lạc hoàn toàn, ở nơi xa cách nửa vòng trái đất suốt 36 năm nay, bà luôn nhớ về con gái nhỏ, không ngờ lại có ngày đoàn tụ con trên quê hương. Bà xúc động chia sẻ. Mẹ ruột Hồng Loan cũng xác nhận, cố nghệ sĩ Vũ Linh chính là cha ruột của Hồng Loan, bà có đầy đủ giấy tờ lúc sinh trong bệnh viện Từ Dũ. Sự xuất hiện của mẹ ruột Hồng Loan cũng khiến mẹ con Hồng Phượng hết lý lẽ để cãi, khiến khả năng thắng kiện trong lùm xùm tranh giành tài sản ngày càng thu hẹp. Không ai có thể nghi ngờ về bà Đoàn Thị Hoa có phải mẹ ruột không, vì Hồng Loan giống bà như đúc. Trên trang cá nhân, Hồng Loan hạnh phúc khoe niềm vui được gặp lại mẹ ruột sau 35 năm dài xa cách. Hồng Loan viết, niềm vui trọn vẹn, Loan và mẹ ruột đoàn tụ, 35 năm quá dài đối với một đời người, mẹ cũng đã quá lớn tuổi rồi, 35 năm không gặp, hôm nay gặp lại tóc mẹ đã bạc trắng, thời gian đúng là không đợi một ai. 36 năm trên đời, dù con rất nhiều khó khăn thử thách, nhưng con biết mình muốn gì mẹ ạ. Bao lần con muốn bỏ tất cả về bên mẹ mà không chịu những tủi hờn nữa, nhưng con nhìn những gì con bỏ đi, con lại không thể đành lòng. Nhìn mẹ mỗi ngày già đi, bước chân không còn vững, con lại không mệt mỏi để chạy về phía trước. Làm lại từ đầu không dễ và cũng chẳng ai muốn đi xuống dưới đáy, lại lụi cuội leo lên phải không mẹ? Nhưng con chưa bao giờ từ bỏ cả, vì con tin những gì con cố gắng, ông trời sẽ thấy. Giờ gặp lại mẹ, con lại vững tin những quyết định của con là không sai mẹ ạ. Sau tất cả, con chỉ có thể cảm ơn những khó khăn. Con không giận hay hận những gì đã diễn ra, vì con biết nó chỉ là thử thách cho cuộc đời rất dài phía trước. Mong rằng các bạn đã và đang giống mình, hãy cố gắng không ngừng phấn đấu, rồi những gì bạn mong muốn sẽ thành hiện thực. Mình tin, và mình vững tin là vậy. Sau ít giờ đăng tải, chia sẻ của Hồng Loan nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Nhiều người chúc mừng hai mẹ con cô đã được đoàn tụ sau 35 năm xa cách. Bình Tinh, Vũ Luân và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng chúc mừng Hồng Loan sau khi biết Hồng Loan đã đoàn tụ với mẹ ruột. Nghệ sĩ Việt Hương nói, đúng là ông trời có mắt, anh năm thương em nên luôn phù hộ cho em. Cháu gái Vũ Linh phản ứng gắt khi Hồng Loan sao kê, Vũ Luân lên tiếng thông tin nghệ sĩ không phúng điếu. Cháu gái và con nuôi của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Hồng Loan, là Hồng Phượng và Vũ Luân đồng loạt có những động thái về câu chuyện sao kê từ thiện và phúng điếu trong đám tang của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Câu chuyện kiện tụng tranh giành tài sản giữa các thành viên trong gia đình cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã gây ồn ào suốt nhiều ngày qua. Mới đây dân tình tiếp tục chứng kiến màn khẩu chiến của con cháu ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng xoay quanh vấn đề sao kê quyên góp trong đám tang của nam nghệ sĩ quá cố. Vài ngày qua, con gái Vũ Linh và Hồng Loan đã quyết định gửi bản đăng ký thu thập thông tin của các khán giả lẫn bạn bè đồng nghiệp của ba mình. Cô mong những ai đã phúng điếu hay quyên góp cho đấng sinh thành hãy ghi rõ số tiền và hình thức gửi tiền để làm rõ những khuất tất trong những ngày qua. Sau đó, đại diện phát ngôn của Hồng Loan là chị Diệu Ni đã livestream cho biết số tiền mà phía Hồng Phượng thông báo trước đó không đúng, thậm chí chênh nhiều so với số tiền mà mọi người khắp gần xa gửi về. Mới đây, Hồng Phượng, cháu gái Vũ Linh đã lên tiếng trên trang cá nhân. Nói hơn 1 tỷ tiền phúng điếu, yêu cầu báo công an đưa ra bằng chứng, không đưa ra pháp luật, không đưa ra được bằng chứng là tội vu khống, sẽ bị pháp luật xử lý. Phía Hồng Loan không quan tâm đến những lời dọa kiện mà quyết tâm làm đến cùng. Ở một diễn biến khác, người tự nhận là bạn thân của Vũ Linh là Charlotte Thành đã livestream tuyên bố, nghệ sĩ trả ai đi tiền phúng điếu đám tang của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh.
khiến cư dân mạng dậy sóng và những nghệ sĩ chân chính cũng nóng mặt. Con trai nuôi của Vũ Linh là nghệ sĩ Vũ Luân phản pháo. Sạc pin lớn rồi ăn nói phải chuẩn mực. Chịu trách nhiệm lời nói của mình nha. Hơn 200 nghệ sĩ bỏ bao thư vào thùng phúng điếu. Tê là người tiếp khách nên ngậm họng lại đi khỏi bưng bít nha. Bên cạnh con nuôi của Vũ Linh, nhà báo Song Minh cũng viết trên trang cá nhân của mình, khá bức xúc và tác cả nghệ sĩ Bình Tinh vào. Anh khẳng định câu nói của Charlotte Thành là cực bậy bạ, khiến người ngoài cuộc cũng phải lên tiếng vì phi lý và vu khống cho giới nghệ sĩ không tình không nghĩa. Nhà báo Song Minh viết, nhưng lần này tôi không thể im lặng bởi nếu tôi im lặng là rất có lỗi với các nghệ sĩ đã có mặt tại đám tang nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, có lỗi với hàng triệu triệu khán giả yêu mến nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, và nhất là có lỗi với vong linh nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, người mà tôi rất yêu mến và kính trọng từ lúc sinh thời cho đến bây giờ vẫn vậy. Trong bài viết này, tôi muốn đính chính lại hai vấn đề mà cậu Charlotte Thành đã nói trên sóng livestream. Hai vấn đề này là chính mắt tôi thấy, chính tai tôi nghe và bản thân tôi cũng có phần bàn bạc chung, chứ không hề nghe lại từ bất kỳ ai nói lại. Thứ nhất, cậu Charlotte Thành nói, từ ngày nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh bệnh cho đến ngày mất, không ai bỏ ra một đồng. Cậu là bạn thân của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, sao cậu lại có thể mở miệng nói ra câu này được? Bản thân tôi là người ngoài, vậy mà tôi đã chứng kiến cô con gái nuôi Bình Tinh đã lo cho ba nuôi Vũ Linh của mình như thế nào. Số tiền lo cho ba Linh bệnh mấy năm trời hơn cả tỷ đồng của Bình Tinh. Quản lý Kim Nga cũng biết, cậu cũng biết mà sao cậu nói như vậy? Cậu có biết không, có những suất nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hát cho đoàn Huỳnh Long, dù chỉ một cảnh chót, Bình Tinh vẫn sẵn sàng bỏ bao thư cho ba Linh cả nghìn đô. Tôi hỏi, Bình Tinh nói, em làm như vậy để cho ba thấy là dù ba bệnh, nhưng ba vẫn còn giá trị với sân khấu, với khán giả lắm. Ba nhận số tiền đó để ba vui, vì ba còn làm ra tiền cắt xê, chứ không phải ba là người vô dụng, phải xin tiền của con cái. Nghe mà rơi nước mắt thiệt chứ. Ngày nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mất, tôi có mặt tại nhà rất sớm. Lúc đó cô Sáu Hồng Nhung, Hồng Phượng rất rối, nên có nói là mong mọi người cùng chung tay phụ giúp gia đình. Lúc đó ở trên lầu thì nghệ sĩ Ngọc Huyền, Hồng Loan, Hồng Phượng, trợ lý chị Ngọc Huyền và các sư thầy đang quỳ hộ niệm bên thi hài của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Còn ở dưới lầu, nghệ sĩ Thoại Mỹ, Bình Tinh, Thái Vinh, soạn giả Hoàng Song Việt và tôi cùng bàn bạc để nhờ Việt Hương thuê dùm thảm trải nhung, hai hàng căng dây bằng nhôm từ ngoài cửa vào bàn thờ để mọi người đến viếng thật trang trọng như đám tang của danh hài trí tài. Vấn đề là trong thời điểm đó, gia đình nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh không ai có tiền mặt. Chính Bình Tinh là người đã lấy 100 triệu đồng ra đưa để xoay sở đám tang. Bình Tinh nói tiền này em lo cho ba không nghĩ gì, nhưng tôi và soạn giả Hoàng Song Việt đã nói, em đã lo cho ba bệnh nhiều rồi, nếu đám tang không nhận phúng điếu thì tiền này em lo cho ba không ai có ý kiến, nhưng đám tang có nhận phúng điếu thì sau đám tang em phải nhận lại số tiền này. Lúc đó Bình Tinh mới gật đầu. Xong thất đầu, Bình Tinh nhận lại 100 triệu này từ gia đình. Vậy đó mà cậu nỡ nào nói câu, từ ngày nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh bệnh cho đến ngày mất, không ai bỏ ra một đồng. Thứ hai, nguyên văn cậu nói đúng ra nghệ sĩ chả ai đi tiền phúng điếu đám tang nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Họ nói đi gia đình ăn cũng vậy, họ không đi, có vài người họ đi, số tiền đó họ để họ đi chơi cũng không đủ nữa. Cậu ơi, sao cậu lại có thể nói ra như vậy? Những ngày tang lễ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, dù ban ngày tôi phải đi làm không có mặt, nhưng tôi đều theo dõi qua mạng xã hội. Còn buổi tối tôi có mặt đủ các đêm, trong hàng ngàn, những nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên đến viếng đám tang, 90% tôi đều quen biết. Tôi khẳng định, chính mắt tôi, nhìn thấy tất cả họ đều có phúng điếu chứ không phải vài người như cậu nói, dù tôi không biết số tiền là bao nhiêu. Trong đó có những nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên đã gửi vòng hoa nhưng khi đến viếng họ vẫn tiếp tục bỏ bao thư vào thùng. Lúc đó họ đến vì yêu thương Vũ Linh, quý trọng một đồng nghiệp tài năng, chứ họ chưa biết gì về câu chuyện sóng gió gia tộc sẽ xảy ra. Sao cậu lại nỡ nói là họ nói đi gia đình ăn cũng vậy? Bản thân tôi định sẽ đặt vòng hoa viếng, nhưng sau đó tôi quyết định phúng điếu bằng tiền. Vậy tôi có sợ ai ăn đâu. Còn họ đi phúng viếng bao nhiêu tiền cũng quý, 10.000, 5.000 cũng quý. Sao có thể so sánh với chuyện số tiền đó, để họ đi chơi cũng không đủ nữa. Rồi cậu còn nói, hôm cùng 49 ngày, làm gần cả 100 triệu, giờ muốn đòi không? Đòi mấy người mà lại ăn 49 ngày, trong đó có nghệ sĩ đó kêu họ ói ra trả lại. Thật không tin là những lời này lại phát ra từ chính miệng của cậu luôn đó. Các nghệ sĩ, họ có biết gì về nội tình của gia đình đâu. Họ đến vì tình nghĩa, vì quý cậu Nam Vũ Linh mà. Có phải họ đến vì miếng ăn đâu? Hôm cùng 49 ngày, Bình Tinh có gọi nói, em đang bên nhà cúng ba, anh qua với em và gia đình. Nhưng hôm ấy tôi không qua được. Thành ra tôi may, không thôi bây giờ tôi phải ói ra rồi phải không cậu? Tôi lên tiếng hai vấn đề này vì tôi thương nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, thương Bình Tinh, thương tất cả những nghệ sĩ, khán giả đã đến viếng đám tang và đưa tiễn ông Hoàng Hồ Quảng. Tôi muốn lên tiếng đính chính sự thật mà chính mắt tôi thấy, chính tai tôi nghe. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với những gì mình viết ra hôm nay. Tôi tin vong linh nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cũng đồng ý cho tôi đính chính những vấn đề này.